Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, dâng cúng là một việc luôn luôn được trân trọng. Nhưng cha ông chúng ta để lại lời khuyên dạy rằng, của cho không quý bằng cách cho. Chúng ta thường căn cứ trên số lượng để ban tặng bằng khen, ghi bằng ân nhân. Tin mừng Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta thực thi việc dâng cúng, nhưng hãy canh phòng, kẻo việc tốt lành này trở nên vô nghĩa hoặc làm cho tính kiêu căng của chúng ta lớn lên. Dâng cúng, việc làm được mọi tôn giáo khuyến khích, mọi sinh hoạt xã hội cổ võ, nhằm thu được nhiều tiền bạc giúp đỡ, người ta không ngần ngại dùng những chiến thuật tâm lý đánh vào cái tôi kiêu căng của mỗi người để đạt được mục đích. Lúc đó, tiền có thể thu được, mà tâm tình cần có khi dâng cúng thì mất đi. Dâng cúng thật ra là một sự công bằng, là thể hiện tinh thần trách nhiệm và sống biết ơn, là ân tình đền đáp ân tình. Xét cho cùng, những gì chúng ta có hôm nay là do chúng ta đã được nhận lãnh. Chúng ta đang hưởng dụng những gì do công sức, tình yêu của bao người dâng hiến. Ngay cả những vật dụng thường ngày mà nhiều lúc chúng ta tưởng là do mình làm mà có. Dâng cúng, một việc làm đầy ý nghĩa và trách nhiệm. Điều này chúng ta cần suy nghĩ hôm nay là tinh thần làm việc dâng cúng. Có những người lấy từ tiền dư bạc thừa mà dâng cúng, còn bà quá túng thiếu lấy cả những gì cần cho bà sống để dâng cúng. Dâng cúng là việc của con tim, của tình yêu. Người đời cứ căn cứ trên số lượng mà đánh giá ai hơn, ai kém. Người dâng cúng nhiều thì hơn người dâng cúng ít. Người cho nhiều thì được tôn trọng hơn là người dâng chút lòng thành. Âu cũng là giới hạn của phận người nhận và phận người dâng. Chúa thì không làm và cũng không căn cứ trên số lượng. Chúa nhìn thấy tình yêu của mỗi người dâng cúng và Ngài căn cứ vào tình yêu mà ân thưởng chúc phúc. Khi dư thừa, chúng ta mới dâng cúng. Chúng ta có muốn nhận của thừa của người khác không? Tôi thừa nên tôi cho, còn tình yêu trong đó không? Lòng tham con người thì vô đáy, và chờ đến khi nào thì tôi mới thừa. Lạy Chúa, mọi sự chúng con có đều bởi tình thương Chúa trao ban, để cho chúng con biết sử dụng và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với giáo hội, với mọi người, biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy bạn hữu nước trời. Amen.